Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ phát thanh lần thứ 33 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Mẹ đích thân hiện ra trước mặt chúng tôi trong vòng 10 phút. Khi chuông truyền tin đổ giờ ngọ thì mẹ biến đi. Sau đó, chúng tôi liền cảm thấy một niềm vui bao trùm lấy mình. Mẹ đổ tràn đầy lòng chúng tôi một niềm vui khôn tả. Đồng thời, lúc đó chúng tôi cảm thấy mình khát khao được cầu nguyện, được dâng cho Chúa một cái gì hơn thế nữa. Sau này, vào đúng giờ của nó, vài ngày sau có một sự do dự, một sự bất ổn đến xâm chiếm chúng tôi. Tôi nói riêng về cá nhân tôi, quả là một điều kinh khủng. Tôi không muốn cầu nguyện nữa, không còn muốn làm gì nữa sốt. Có một cuộc chiến đấu nội tâm thật khủng khiếp chống lại tôi. Tôi tự nhủ mình, làm như mình có cái gì ám ảnh đây. Tôi nói như thế, và còn nhiều điều khác nữa. Lúc bây giờ, một thị nhân đến gần tôi nói với tôi, nhưng tại sao bà lại để xâm chiếm bởi những tư lự như thế, và bà tỏ ra quá nhiều ngờ vực? Thị nhân đó nói với tôi, thôi, để cháu đích thân trình lên Đức Mẹ, bởi cháu không muốn thấy bà buồn rầu như vậy. Tôi có bao giờ yêu cầu một thị nhân xin Đức Mẹ điều gì cho chúng tôi đâu. Đức Mẹ đã nói minh bạch, hãy bảo dân chúng tới nhà thờ, ở đó họ sẽ tìm được câu trả lời cho hết mọi vấn đề của họ. Tôi không cho phép chính mình làm điều ấy. Thế mà thị nhân đã tự thân đến với tôi đặt câu hỏi cho tôi. Điều này tự nó đã là một dấu lạ. Và trước đó tôi đã cầu xin chính cái điều ấy. Hai hôm trước, tôi xin cùng Đức Mẹ. Mẹ phải cho con một dấu chỉ để soi sáng tâm trí con. Tôi xin điều đó ở trên đồi hiện ra. Mẹ thân yêu, mẹ từ trời tới, mẹ phải cho con hiểu những điều mắt con thấy hay con cảm nghiệm, nó đến bởi mẹ hay là bởi ai khác. Và tôi đã cầu nguyện nhiều tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Sau đó, ở trên đồi xuống và dự thánh lễ xong, thì thị nhân nọ đã đến với tôi. Tôi có thể tiết lộ cho ông tên cô. Đó là Janela. Cô nói với tôi, không, cháu không muốn thấy bà buồn rầu như vậy. Tôi không nghĩ là mình có dáng gì buồn rầu, bởi vì bao giờ người ta cũng thanh thản trước sự hiện diện của một thị nhân. Ai chẳng cảm thấy sung sướng, nhưng ta có thể thấy ở đây ý muốn của Đức Mẹ. Jelena đã đọc được trong trái tim tôi. Ngay chiều hôm đó, cô ấy đã đặt câu hỏi với Đức Mẹ và trước lúc nửa đêm. Mẹ đã cho tôi câu trả lời, và nó đã làm tôi hưng phấn lên. Mẹ nói với tôi, đúng, mẹ lúc đó đang có mặt. Còn con thì hãy làm chứng mình không sợ hãi gì cả, bởi vì có mẹ ở với con. Đây là một tặng phẩm lớn nhất, tặng phẩm đẹp nhất. Không phải chỉ cái ơn được thấy mẹ, nhưng là được biết rằng mẹ muốn điều gì ở chúng ta,
và mẹ sử dụng chúng ta, mẹ gần gũi chúng ta. Bây giờ thì tôi không muốn nói gì thêm nữa với ông. Những điều tôi nói lên đã quá đủ. Chồng tôi thật sự chống lại điều ấy. Ông ta bảo, tại sao bà cứ xin một dấu lạ? Chúng ta chỉ cần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, qua sự cầu nguyện, qua việc tham dự thánh lễ tại nhà thờ. Như vậy đó, chồng tôi không đồng ý với tôi về các dấu lạ. Nhưng Đức Mẹ vẫn ban dấu lạ cho chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu lý do. Đức Mẹ muốn chúng tôi trở về, làm chứng tại miền mình ở. Chúng tôi sống ở Corneliano, Veneto, bên nước Ý. Ở đó không có ai hành hương Mễ Du cả. Sau biến cố trên, những nhóm cầu nguyện được thiết lập rất tuyệt diệu. Chúng tôi hiểu ra điều này là qua các thị nhân. Đức Mẹ, ngoài các cuộc hành hương, mẹ còn muốn một cái gì mạnh mẽ được thiết lập ở đó, và chính là điều vừa kể. Đức Mẹ nói, nhưng chúng tôi không thể nói lên điều gì, bởi vì tất cả giống như một chuyện kể. Chúng tôi nhất định không dính dáng vào đó. Chúng tôi ngày càng ý thức rằng mình chẳng là gì cả. Chính mẹ sử dụng chúng tôi vì mẹ muốn thi hành một kế hoạch cứu độ, một kế hoạch giúp ăn năn hối cải. Chúng tôi nói, chúng con giao phó cho Chúa, vì Chúa biết chúng con khốn khổ. Chúng con tuyệt đối chỉ là con số không đối với Chúa. Nhưng nếu Chúa khả dĩ sử dụng chúng con, thì chúng con xin hoàn toàn sẵn sàng để Chúa làm. Chúng con là của Chúa. Hãy dùng chúng con theo ý muốn của Chúa. Chúng con không muốn điều gì ngoài điều Chúa định làm nơi chúng con. Đối với chúng con, biết được Chúa đang dẫn dắt chúng con, thế là đủ rồi. Hồi trước, chúng tôi sống đạo đức. Trong gia đình, ai nấy đều cầu nguyện. Ông bà chúng tôi luôn luôn cầu nguyện, nhưng chưa bao giờ lại cầu nguyện hết nghị lực như bây giờ. Chúng tôi đã gặp được sự nâng đỡ của khá nhiều người. Chúng tôi có một cửa hàng thật bình dân. Nhưng thay vì ông xã tôi trước đây chỉ quen nói chuyện về thể thao, bây giờ thì ông luôn nói về chuyện cầu nguyện với người ta. Có biết bao người trong số họ đã đi Mễ Du, và tôi bảo ông xem Đức Mẹ đã làm những gì. Không phải chúng ta làm đâu, ông hãy nhớ luôn điều này. Hãy nhớ tất cả những gì xảy đến cho ông, không phải ngẫu nhiên mà xảy đến đâu. Thậm chí các linh mục của chúng tôi cũng đã chống lại. Tôi còn nhớ cha Michel đứng đó ở ngoài nhà thờ. Ngài thấy tụi tôi, người ta đến quá đông. Này, đây cũng là một tặng phẩm cho ông bà đấy. Sau đó, chúng tôi đã gặp cha Tomislav. Ngài nắm tay chúng tôi, và chúng tôi đã ở cạnh ngài cả tiếng đồng hồ, mặc dù ngài rất bận bịu. Đức Mẹ đã ban cho chúng tôi quá nhiều dấu chỉ về lòng thiện chí. Như lần đầu tiên chúng tôi đến Mễ Du hồi tháng 4 năm 1984, chúng tôi đã đem hành lý đến khách sạn. Nhưng khi ông bố cô Chelena nhìn thấy chúng tôi, ông ta nói, đến đây với tôi, ngủ ngay tại giường tôi. Nhưng chúng tôi đã chuyển hành lý lên khách sạn rồi, chúng tôi đã đăng ký phòng ngủ rồi, làm sao được bây giờ? Không sao đâu, tôi sẽ đến lấy các hành lý các bạn và đưa các bạn về nhà tôi. Thế là từ ngày ấy, chúng tôi luôn luôn đến trú ngụ nhà ông. Sau đó thì chính họ tìm đến thăm tận nhà chúng tôi cùng với Chelena. Một điều mà chúng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi. Và hiện nay, có biết bao nhiêu người đến nhà chúng tôi? Đủ cả, nào là người thường, nào là các linh mục, người có chức tước cao. Đời nào mà chúng tôi tưởng tượng ra điều đó? Một điều đã được nói tiên tri với chúng tôi cả từ 5-6 năm về trước, do một vị linh mục sống ẩn dật, nhưng ngài cầu nguyện hết mình. Cũng do ngẫu nhiên, ngài đến thăm nhà chúng tôi, ngài bảo chúng tôi, sẽ có nhiều người đến đây cầu nguyện, rồi chúng con sẽ thấy.
và cũng có nhiều người lại muốn trốn khỏi nơi đây vì họ không thể chịu nổi sự cố đó. Ngài đã ban phép lành nhiều lần cho chúng tôi. Ngài vốn là một chức sắc, giáo hội chuyên trừ quỷ. Ngài trừ quỷ trên mọi thứ như thế này đấy. Và chúng tôi thấy mọi cái đã nên ứng nghiệm. Chúng tôi tin rằng tất cả đều đã được thánh ý Thiên Chúa cũng như ý muốn của Đức Mẹ an bài. Thật là điều kỳ diệu, nhưng cũng có thật nhiều chống đối. Còn biết bao nhiêu chứng từ nữa, các bạn có thể đọc trong sách này do những người đã được ơn hoán cải tại Mễ Du. Dầu vậy, như có lần đã nói, Mễ Du không phải là một địa điểm xác định trên địa lý. Mễ Du là một tinh thần. Ai sống tinh thần Mễ Du thì dù không thể đến đó cũng vẫn được ơn. Ân sủng của Mễ Du là một sự cống hiến cho mọi người, toàn thể thế giới. Và sự cuồng tín về một địa sở, dù đó là Mễ Du cũng không tốt. Cô Maria nói, đối với Đức Mẹ, điều quan trọng nhất là đưa chúng ta đi trên con đường thánh thiện, sống thân mật với Chúa Giê-xu. Khi các bạn có được sự ấy, các bạn chẳng cần đến Mễ Du và chẳng cần chạy theo các thị nhân nữa. Tuy vậy, Mễ Du vẫn là linh địa. Ở đó, mọi sự đều đã được Chúa chọn và chuẩn bị để giúp đỡ mãnh liệt hơn, ân sủng dồi dào hơn. Mễ Du là dấu của ân sủng siêu bội mà Thiên Chúa bởi lòng thương xót hải hà đã cống hiến. Nhờ phương thế Đức Maria cho nhân loại đang trên đà tự hủy diệt mình bởi tội lỗi, ích kỷ, bạo lực, căm thù và chiến tranh. Chính đây là một luồng hy vọng lớn, độc nhất trong thời kỳ này. Vì thế mà các cuộc hiện ra kéo dài lâu năm như thế và đến nay chưa chấm dứt. Cốt để cho nhân loại hư hốt này có giờ và khả năng hối cải và tìm được thuốc chữa cho bệnh tình của mình. Ở linh địa này, biết bao điểm thiên dấu lạ Đức Mẹ đã làm để minh chứng sự hiện diện của người và đồng thời ban ân sủng dồi dào cho người ta. Câu chuyện thứ 126 được thấy quá nhiều sự lạ. Margaret thuật lại, tôi vừa mới trở về từ chuyến hành hương Mễ Du lần thứ ba, và tôi muốn chia sẻ ngay kinh nghiệm của tôi và các bạn tôi để giúp các bạn nhận thức sự kiện hiện ra này. Tôi nhận rõ từ thâm tâm tôi là Đức Mẹ đang thật sự hiện diện tại Mễ Du. Sau đây là một số hiện tượng mà tôi và các bạn tôi đã chứng kiến và kinh nghiệm được. Nhiều lần tôi đã thấy mặt trời quay, múa, xoay tròn liên miên. Tôi thấy bánh thánh trên mặt trời, làm mặt trời không còn chói, đổi màu từ màu xanh lá cây đến xanh dương, đến đỏ tươi. Có một lần, trong khi đứng xếp hàng xưng tội, tôi thấy mặt trời bị tối mờ đi và thành hình quả tim. Thật là quá đẹp. Một trong những bạn tôi thấy bánh thánh như chảy máu. Máu từ đó tuôn ra. Các dây chuyền của ba chàng chuỗi của tôi đổi bạc thành vàng. Vào đúng 5:40 chiều, giờ hiện ra, trong khi bồn đạo xếp hàng xưng tội, bỗng đâu cả một đàn chim nhiều vô số bay đến đậu trên cây gần nhà thờ Thánh Gia-cô-bê và bắt đầu hót. Và hót y như đã nhận thấy Đức Mẹ từ ái của Thiên Chúa. Thật là tuyệt diệu. Tiếng hót của loài chim ấy, chúng hót hơn nửa tiếng đồng hồ. Hiện tượng này xảy ra mỗi buổi chiều. Một buổi chiều nọ, trong khi dân chúng nguyện kinh mân côi trước cuộc hiện ra tại nhà thờ Thánh Gia-cô-bê, bên ngoài trời nổi sấm sét, bão bùng suốt 2 tiếng đồng hồ. Vào đúng 5:40, bỗng nhiên tạnh mưa, không một giọt nước mưa nào rơi trong vòng 5 phút.
chính lúc Đức Mẹ hiện ra. 5 phút sau, trận mưa như chút lại tiếp tục. 2 lần, tôi thấy cây thánh giá trên núi Krizovac bừng sáng, lập lòe, đổi từ màu đỏ ra xanh lá cây và phụt ra những tia lửa. Nhiều người và tôi cùng chứng kiến việc này. Một người bạn của tôi, khi từ đồi hiện ra trở về nhà, nhìn trở lui về phía đồi, thấy 5 tấm bảng tạc 5 màu nhiệm sự vui lòe sáng. Trên đồi hiện ra không hề có điện. Người đàn ông này sau khi được tặng một mẫu ảnh Đức Mẹ Mễ Du, ông ta đã được khỏi một bệnh nan y. Ông ấy đi đến Mễ Du để tạ ơn Đức Mẹ. Tháng 10 vừa qua, tôi có mặt tại một cuộc hiện ra cho Jacob Colo. Khi cuộc hiện ra bắt đầu, tôi cảm thấy cái mà tôi có thể tả như là luồng điện trong không khí quanh tôi, một cảm giác nồng ấm và đè nặng mà tôi cảm thấy nó xâm nhập vào tôi, đổ xuống trên tôi từ đầu đến chân. Sau đó, tôi nói chuyện với 2 người trong nhóm tôi cũng có mặt ở cuộc hiện ra. Một người đàn ông đã bị mất đứa con gái từ 2 năm trước. Trong lúc Đức Mẹ hiện ra, em đó đã hiện ra với ông để an ủi ông. Người đàn ông kia là một người không tin gì hết trước khi trải qua kinh nghiệm này. Từ đó về sau, ông ta không còn như trước nữa. Người em gái của một người bạn cùng phòng với tôi bị thảm sát 11 năm trước đây đã hiện ra để an ủi cô. Cô bạn tôi chưa bao giờ thôi khóc về cái chết của đứa em gái. Nay cuối cùng, cô đã thôi khóc được rồi. Tôi ở lại nhà cô Mariana, thị nhân, được 2 lần. Tôi có dịp nói chuyện với cô và quan sát cô. Cô là một phụ nữ khiêm tốn và dễ thương. Tôi được phúc có mặt trong một lần hiện ra ngày mùng 2 mỗi tháng. Tôi có quay video lần hiện ra này. Nhìn Mariana trước lúc Mẹ hiện ra, thấy cô rất nghiêm trang và cầm trí. Cô cúi đầu khi cầu nguyện, thình lình cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy lệ, và điều biểu lộ trên khuôn mặt cô là một cái gì tôi không bao giờ có thể quên được. Cô giống như một trẻ nhỏ đang nhìn một vật gì đó đẹp nhất trong trời đất. Mặt cô rạng rỡ, khiêm nhu, hớn hở, buồn và hạnh phúc, tất cả luôn một chật. Cô cầu nguyện, nhưng tiếng của cô không ai nghe thấy, cho đến khi cô đọc kinh lạy cha với Mẹ Thánh. Đến lúc đó, người ta mới nghe được tiếng của cô. Đây chắc chắn là một điều xác thực. Tôi không có một chút nghi ngờ gì. Thật là đẹp tuyệt vời. Nhiều bạn của tôi ngửi thấy rõ ràng mùi hương hoa hồng ở nhiều chỗ khác nhau tại Mễ Du, ở đồi hiện ra, ở núi Krizevec, hoặc khi đi ngang qua các vườn nho. 3 người trong nhóm bạn hành hương của tôi, một hôm ở trên đồi hiện ra, họ cùng ngồi với nhau trên các hòn đá và đọc sách kinh. Những chữ trong sách bắt đầu đổi màu, lòe sáng trên trang giấy, và đổi từ màu sáng này qua màu sáng khác. Cùng lúc ấy, họ cũng được ngửi thấy cả mùi thơm hoa hồng nữa. Khi đi Mễ Du lần đầu tiên trở về, tôi rất đau khổ vì tôi nhớ Mễ Du hết sức. Một đêm nọ, tôi đang lần hạt trên ghế trường kỷ và khóc vì tôi nhớ Mễ Du quá. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế. Tôi thức giấc vào nửa đêm do một làn gió mạnh thổi trên tôi, đang khi không có cánh cửa nào mở cả. Tim tôi đập mạnh, trong lòng tôi nghe tiếng nói, Mẹ luôn luôn ở với con. Tôi tràn ngập niềm vui. Tôi không biết làn gió đó có nghĩa gì. 1 tháng sau, tôi được nghe người bạn nói là Đức Mẹ Mễ Du có nói với các thị nhân là Đức Mẹ luôn luôn ở trong gió. Tôi có thể nói tiếp dài dài, nhưng thôi, cái đích cuối cùng của Mễ Du là làm nảy sinh nhiều hoa trái từ nhiều năm qua. Nào phép lạ, nào những điều kỳ diệu, nào dấu chỉ. Tất cả các sự đó có thể coi như phủ một lớp đường trên chiếc bánh gato.
Lời kêu gọi đích thực thì thật đã rõ và sáng tỏ. Hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng, ăn chay, xưng tội, thánh lễ, đọc kinh thánh. Mễ Du là nơi mà tất cả các sứ điệp ấy đang được sống và thi hành. Chúng ta thật sự được chúc phúc vì Thiên Chúa đã cho phép mẹ chúng ta đến với chúng ta, kêu gọi chúng ta trở lại với con của người, đến với Giê-xu nhờ Đức Maria. Câu chuyện thứ 127, như Lazaro ra khỏi mồ. Năm 1987, Diane, vợ tôi, và mẹ nàng đi Mễ Du. Trong vòng một năm sau chuyến đi, Diane đã ăn chay và cầu nguyện cho tôi được ăn năn trở lại, mà tôi không hề biết gì hết. Tôi gần như chống Công giáo hết mình. Tôi đã được dạy dỗ theo Công giáo, nhưng tôi đã bỏ đạo từ lúc mới mười mấy tuổi. Và chính cái thiếu đời sống tâm linh đã gây nên một vấn đề lớn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Diane biết là nếu nàng cố thử nói với tôi về vấn đề tôn giáo, tôi sẽ phớt đi ngay. Năm sau, số phận chớ trêu thay, vợ tôi lập mưu sắp đặt cho tôi đi máy bay đến Mễ Du. Tôi đang nghĩ đến việc ly dị, và việc tôi bằng lòng đi Mễ Du chỉ là một cách trấn an vợ tôi trước khi tôi vĩnh viễn từ giã nàng. Qua ngày thứ hai ở Mễ Du, tôi lại bị nhức nhối vì vết thương ở lưng của tôi. Do một tai nạn xe cộ từ 16 năm trước, tôi không có đem một viên thuốc nào theo tôi để khi cần giảm cơn đau lưng cho tôi. Và Diane cũng như tôi, cả hai đều biết là như vậy, tôi có thể bị liệt giường tối thiểu trong một tuần lễ, ngốn mất thời gian còn lại của 9 ngày hành hương. Sau tất cả những việc cầu nguyện và ăn chay nàng đã làm, Diane đau buồn vì thấy mối hy vọng của nàng nhờ Mễ Du làm cho tôi ăn năn trở lại đã trở nên vô ích. Vừa lúc tôi đặt chân tới nhà trọ, tôi chỉ kịp tháo giày ra là lên giường nằm, không ăn uống gì cả. Tôi đau nhức đến cực độ, toàn thân tê liệt và co giật như người động kinh. Tôi phải liệu đi ngủ sớm và không thể nhớ được gì cả cho đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau tôi thức dậy và được biết Diane để cho tôi ngủ thêm. Bấy giờ là giờ điểm tâm, thế mà tôi đã trễ quá giờ rồi. Tôi ngồi dậy vào ngay lúc đó. Tôi thấy mình không còn đau nhức hoặc phải giới hạn cử động gì cả. Lần đầu tiên trong 16 năm qua, tôi có thể quay đầu qua bên trái. Lần đầu tiên trong 16 năm qua, tôi hoàn toàn không còn đau lưng nữa. Trước đây, dù không bị co giật, lưng tôi vẫn luôn làm cho tôi đau đớn nhiều lúc ít, ngày cũng như đêm, suốt 365 ngày. Bây giờ, tôi không dám tin điều tôi đang cảm thấy. Tôi bước xuống phòng ăn sáng, và mọi con mắt đều dồn về tôi khi tôi đi vào phòng. Tôi cảm thấy mình giống như Lazaro đi ra khỏi mồ. Một vài người hỏi tôi cảm thấy như thế nào. Tôi đáp lại là, chẳng những bệnh đau lưng ghê gớm và co giật đã khỏi hẳn, mà những bệnh lặt vặt sót lại và bất toại cũng đã tiêu tan sau 16 năm trời chịu đựng. Tất cả vỗ tay và ngợi khen Chúa. Tôi đâu ngờ họ đã cầu nguyện đêm qua cho tôi được bình phục. Hầu tôi kinh nghiệm được ơn hối cải tại Mễ Du, cách hoàn toàn kết quả. Trước đây, tôi không tin ở việc chữa lành, nhất là một người cứng lòng tin như tôi. Lòng tin của họ đã thắng được sự thiếu đức tin của tôi. Chẳng cần phải nói, kinh nghiệm của tôi ở Mễ Du đã dẫn tôi đến một bước khởi hành thật lớn lao. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong 9 ngày hành hương, mà có kể cả tháng cũng không kể hết. Chúng tôi thấy những cỗ tràng hạt đổi thành vàng, phép lạ mặt trời, phép lạ chữa lành bệnh thể xác, bệnh tinh thần
mà chính tôi cũng được chữa lành 2 ngày sau, và nhiều, nhiều biến cố phi thường khác. Trước chuyến đi Mễ Du, tôi luôn đau lưng và cổ tôi luôn bị cứng đơ. Ngày nay, 9 năm sau, tôi không hề bị đau trở lại chút nào nữa. Tôi có thể ngẩng lên, cúi xuống như khi tôi đang 20 tuổi, mà nay thì tôi đã 50 rồi. Tôi biết rằng sẽ có nhiều tranh cãi về việc hiện ra. Bản tính phàm nhân là luôn hoài nghi việc siêu nhiên. Đó cũng là một ý đồ của Satan, muốn phá đổ những việc của Đức Mẹ và con của người. Bạn có thể tin bất cứ điều gì bạn muốn, cho đến khi có phán quyết của giáo hội ban ra. Nhưng đừng ra sức thuyết phục tôi rằng Mễ Du là một chuyện giả. Tôi chấp nhận trả giá bất cứ giá nào để minh chứng về việc tôi được chữa lành phần hồn, phần xác tại Mễ Du. Tôi cảm thấy mình giống như ông Saulo, sau khi trở lại đã thành thánh Phaolô qua biến cố trên đường đi Damas. Tôi tạ ơn Chúa đã không gọi tôi ra khỏi trần gian trước khi được phúc thay đổi cuộc đời tôi. Và tôi biết, bây giờ tôi thuộc về Ngài để làm những gì Ngài muốn cho tôi từ đây. Chúa đã dùng những nơi như Mễ Du để thức tỉnh kẻ đã chết, trong đó có tôi. Xin Chúa chúc lành cho các bạn, người bạn trong trái tim Chúa Giêsu và mẹ Ngài, Tom T. Câu chuyện thứ 128. Xem như thế, tầm quan trọng của Mễ Du không gì sánh bằng, không gì có thể thay thế. Các giải pháp và phương tiện của loài người đang dùng không đủ sức chữa lành bệnh tình. Có thể nói, nó chỉ xoa dầu qua quýt bên ngoài, vì bệnh tình trầm trọng nhân loại ngày nay hết thuốc chữa, xét theo phương diện phàm nhân. Ngay cả các nỗ lực mục vụ cũng không biến cải được bao lăm cái tình huống bi đát quá độ này. Phải theo đơn thuốc của mẹ Maria mới được, cầu nguyện, ăn chay, hối cải, tin, thinh lặng, khiêm nhường, lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn để nhận biết ơn huệ Thiên Chúa và sống trong vui mừng, bình an, một sự bình an không thuộc thế gian này. Đó là cái mà người ta gặp được ở Mễ Du. Bao nhiêu chứng từ thuật trong sách này cho thấy rõ sự ấy. Sau đây, hãy nghe Đức Mẹ nói về nơi ấy. Các con yêu dấu. Các con là những người được Chúa chọn và ban cho các ơn sủng lớn lao. Các con không nhận thức được mỗi sứ điệp mẹ ban cho các con. Thông điệp ngày 15 tháng 11 năm 1984. Ở đây Đức Mẹ nói, dân chúng Mễ Du là những người được chọn. Họ được kêu gọi để làm khí cụ cho một kế hoạch vĩ đại. Một ý muốn quan trọng của Đức Mẹ Chúa Trời là làm cho tất cả chúng ta nhận thức được tầm mức quan trọng của kế hoạch mẹ. Vì chúng ta không nhận thức được kế hoạch ấy và tầm quan trọng của nó. Cô Vika cho biết, điều Đức Mẹ đang làm ở đây chưa từng được làm ở đâu trước đó. Đức Mẹ cắt nghĩa ngày thứ năm tuần thánh, mùng 4 tháng 4 năm 1985 như sau. Mẹ muốn tiếp tục ban cho các con các thông điệp như chưa từng có trong lịch sử từ nguyên thủy cho tới bây giờ. Đức Mẹ thực hiện dự án này, dự án lớn lao dường ấy, dự án độc nhất và là một cái thứ nhất trong nhân loại qua một giáo xứ, những người mà mẹ đã chọn. Điều ấy ta sẽ thấy rõ sau khi học hỏi toàn bộ các sứ điệp. Đây là một ví dụ. Mẹ yêu thương các con. Và một cách đặc biệt, mẹ đã chọn giáo xứ này mà mẹ thân thương hơn những nơi khác. Mẹ rất sung sướng được ở nơi này, nơi mà Đấng Toàn Năng đã gửi mẹ đến. Trích thông điệp ngày 21 tháng 3 năm 1985. Mặc dầu con người vẫn luôn là con người với tất cả tội lỗi và yếu hèn của họ, những người đàn ông và đàn bà
của cái xóm làng nhỏ bé thuộc miền Herzegovina ấy đã được tuyển chọn một cách đặc biệt. Biết bao cám dỗ, biết bao quyến rũ của thế giới lôi kéo họ, nhưng họ vẫn là những kẻ được chọn. Tội lỗi và Satan rất mạnh mẽ, và dù tinh thần thiêng liêng của giáo xứ có thể bị nguy khốn, Đức Mẹ Hồng Phúc tiếp tục trông nom các con cái thân yêu mà mẹ đã chọn. Mẹ muốn nói với các con hay rằng mẹ đã chọn giáo xứ này và mẹ bảo vệ nó trong tay của mẹ như một bông hoa nhỏ không muốn tàn úa. Thông điệp ngày 1 tháng 8 năm 1985. Có thể xảy ra là chỉ một số trong họ được cứu để làm nhân chứng cho hòa bình của Thiên Chúa trong thế giới. Đọc xong những thông điệp sau đây, người ta thấy rõ Đức Mẹ đã dành một ưu ái đặc biệt cho giáo xứ Mễ Du. Mẹ đã tuyển chọn giáo xứ này cách đặc biệt, và mẹ muốn dẫn dắt họ. Mẹ bảo vệ họ trong tình yêu mẹ, và mẹ mong ước mọi người đều thuộc về mẹ. Thông điệp ngày 1 tháng 3 năm 1984. Các con yêu dấu, mẹ ban những thông điệp trước tiên là cho những người trong giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Thông điệp ngày 6 tháng 2 năm 1986. Và còn sứ điệp này nữa, nói cho Chelena, thông điệp ngày 30 tháng 7 năm 1987. Các con thân yêu, được Thiên Chúa chọn quả là một cái gì lớn lao, nhưng cũng là một trách nhiệm cho các con. Những kẻ được chọn phải cầu nguyện nhiều hơn, phải khích lệ kẻ khác. Như thế, các con có thể là ánh sáng soi cho dân chúng ở trong bóng tối. Các con thân yêu, đó là lý do mẹ hiện diện giữa các con lâu dài chừng ấy. Cốt là để mẹ dẫn dắt các con trên con đường Chúa Giêsu. Mẹ muốn cứu các con và qua các con cứu cả thế giới. Sứ điệp ấy gửi đến cả giáo xứ cách chung và cách riêng cho các thành viên của nhóm cầu nguyện của Jelena. Đức Mẹ muốn cứu cả thế giới nhờ Mễ Du. Nhưng Mễ Du không phải là sự kiện đơn độc vì... Câu chuyện thứ 129, Mễ Du tiếp tục Fatima. Đức Mẹ đã nói điều ấy trong thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1991. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, bây giờ còn hơn bao giờ trước, vì khi này các chương trình của mẹ đã bắt đầu thực hiện. Satan hùng mạnh và nó muốn quét sạch các chương trình về hòa bình và an lạc của mẹ. Nó muốn các con tin rằng còn Thánh Mẹ không hùng mạnh lắm trong quyết định của Ngài. Vì thế, mẹ kêu gọi mỗi người trong các con hãy cầu nguyện và ăn chay cho mạnh mẽ hơn nữa. Mẹ mời gọi các con hãy hãm mình và từ bỏ trong 9 ngày liền. Như vậy có các con giúp đỡ mẹ tất cả những gì mẹ đã muốn thực hiện qua các bí mật mà mẹ khởi sự ở Fatima sẽ có thể hoàn tất. Các con thân mến, mẹ mời gọi các con hãy nhận rõ sự quan trọng hiện nay. Mẹ muốn cứu vớt hết thảy các linh hồn, và việc mẹ đã khởi sự được hoàn toàn thành tựu. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Fatima, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, Đức Mẹ Mễ Du nhắc đến trong một thông điệp, một vị trí hiện ra khác, 7 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người con yêu dấu nhất của mẹ, chú ý tới Fatima. Nào, chúng ta hãy trở lại 7 năm về trước. Hôm đó là ngày 20 tháng 3 năm 1984, Đức cha Pavo Nilica, người bạn thân của Carlo Votila, tên riêng của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đang giàu dĩ ở Roma. Ngài đang làm gì ở đây thế? Bởi vì chỉ còn mấy ngày nữa, tức 25 tháng 3, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ long trọng hiến dâng nước Nga
và cả thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Maria theo lời yêu cầu của Đức Mẹ Fatima. Ngài nói với Mẹ Teresa Calcutta, lúc đó đang có mặt tại Roma: "Trời ơi, giá mà tôi đến được Moscow vào ngày 25 nhỉ? Chẳng có ai ở tại chỗ để dâng hiến nước Nga cả." "Thì Đức Cha cứ việc đi. Đây Đức Cha cầm lấy chàng chuỗi của con này, con sẽ cầu nguyện cho Đức Cha." "Nhưng chẳng có cách nào vượt qua biên giới cả." "Thì Đức Cha cứ đi, chính Đức Mẹ sẽ mở cửa nước Nga cho ngài." Thế là Đức Giám Mục nắm ngay lấy đức tin của Mẹ Teresa và chạy lên đường. Hải quan Nga là một bức màn sắt thực sự, đừng có tưởng bở. "Các ông không qua đây được." Nhân viên hải quan nói với hai người khách, Đức Giám Mục và cha Leo Tháp Tùng. Anh ta sổ một tràng tiếng Nga chứa những từ đặc biệt. Hai vị khách cứ việc năn nỉ và chờ đợi. Trời lạnh 15 độ âm, họ lần chuỗi liên lỉ. Từng giờ một, anh nhân viên phone cho sếp, nhưng máy không hoạt động. Đến hừng sáng, mắt gà gà, anh la lên: "Thôi, đi đi, đừng để cho tôi thấy cái bản mặt của các ông nữa." Thế là Gospa đã mở cửa nước Nga cho các ngài, mở theo cách của mẹ. Ngày 24 tháng 3, Đức Giám Mục đến điện Kremlin. Ngài bước đến một ngôi nhà thờ bỏ hoang, được đặt tên một cách mỉa mai là Viện Bảo tàng Vô Thần. Dân chúng cứ giả vờ đến ngắm các tác phẩm nghệ thuật để lén lút đến cầu nguyện trước các ảnh tượng thánh. Sau này, cũng chính ở đây, Gospa đã hiện ra cho một đám đông đến cầu nguyện chung với thị nhân Maria Pavlovich vào tháng 10 năm 1990, và họ đã xúc động khóc tức tưởi. Trái tim ngài muốn nổ tung, vì sự kiện ngài có mặt đây quả là một phép lạ. Ngài mua một tờ báo Prada và đứng sau một bàn thờ đã cũ. Trong tờ báo, ngài kẹp bản kinh dâng loài người mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã soạn. Đức Thánh Cha trao cho ngài sứ mạng dâng hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Maria một lãnh thổ bao la trải dài từ Berlin đến hết biên giới Trung Quốc, băng qua Moskva. Trái tim vị chủ trăn có thể bùng ra vì xúc động, nhưng coi chừng, người ta đang dò xét đấy. Để khỏi lôi kéo sự chú ý, ngài giả vờ tìm tòi các mục trong tờ Prada, đang khi đó thì ngài đọc kinh dâng hiến cho Mẹ Thiên Chúa. Ông này chắc là đảng viên cừ khôi đây. Những khách tham quan hằn thầm nghĩ, ông ta đọc báo Prada sao chăm chú thế? Đức Cha dâng thánh lễ ngay trong vạt áo của mình, theo một nghi thức đã học được hồi trong trại giam. Thế rồi ngài bỏ đi, đi dứt khoát. Ôi hạnh phúc nào hơn! Ngài đã hiệp thông cùng với hết các giám mục trên thế giới làm việc dâng hiến này như Đức Mẹ Fatima đã yêu cầu. Một trang sách được lật qua, dứt khoát. Ngày 25, ngài về tới Roma, ngay lúc Đức Giáo Hoàng đọc kinh dâng hiến nước Nga và thế giới. Đúng là sâu chuỗi của Mẹ Teresa vô được hết mọi cửa. Khi hay tin bạn mình từ Moscow trở về, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cho mời đến dùng điểm tâm với mình sáng ngày 26, một bữa lót lòng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Đức Cha đã kể hết mọi chuyện, và Đức Thánh Cha ngỡ ngàng hết nói. Đức Gioan đệ nhị bảo: "Thế trên đường từ Moscow trở về, Đức Cha có ghé qua Mỹ Du không?" "Thưa không, Tòa Thánh Vatican đã khuyến cáo đừng ghé." "Thì Đức Cha cứ đến âm thầm và kể lại cho tôi nghe những điều đã thấy." Sau đó, Đức Thánh Cha dẫn vị giám mục vào thư viện riêng của ngài, rút ra cuốn sách của cha Laurentine. Ngài đọc vài thông điệp của Đức Mẹ và tuyên bố: "Ta vô này, Đức Cha thấy đó, Mỹ Du là sự nối tiếp của Fatima, là sự thực hiện Fatima. Ngày nay, thế giới đã mất hết cái nhìn về siêu nhiên, nhưng Mỹ Du đã trả lại cho họ cái nhìn đó qua việc cầu nguyện, ăn chay và xưng tội." Câu nói của Đức Gioan Phaolô thực là sâu sắc.
vì đã bắt mạch trúng cơn bệnh trầm kha của thời hiện đại. Người ta chỉ còn nhìn xuống vật chất và hữu hình, do đó cuộc đời họ dĩ nhiên là tục hóa và duy vật. Y như thể con người chỉ có cái thể xác mà thôi, họ đánh mất cái nhìn lên cao về những sự vô hình. Nếu Mễ Du tiếp tục việc ở Fatima, thực hiện điều đã bắt đầu ở Fatima, vậy thì ở Fatima, Đức Mẹ đã nói gì? Khi Đức Mẹ trao bí mật thứ ba xong, ngày 13 tháng 7 năm 1917, người kết thúc bằng câu nói tuyệt vời này: vì cuối cùng trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng và đem đến cho các con hòa bình. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 129 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Các chứng từ về mẹ vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.